Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Duy Nisa với series review đồ ăn cách ly tại Thái Lan của Duy. Thì hôm nay cũng như mọi ngày cũng như hôm nay cũng bình thường, cũng không có gì lạ, cũng là đồ ăn sáng. Tan tan, đây là đồ ăn sáng. Mọi người đừng có tập trung vô cái này của Duy, tại vì hôm qua Duy ngủ Duy hơi bị trẹo cổ cho nên là Duy đã Duy nè, cho nó thoải mái. Thì hôm nay là ngày thứ sáu Duy đã cách ly tại đây 6 ngày rồi cả nhà ơi, còn 9 hôm nay mùng 1 thì còn 9 ngày nữa mùng 10. Mùng 10 là Duy mới được ra chạy cả nhà. Thì cái món hôm nay á, nó lạ với những cái món mấy bữa trước là này, nghi là chảy nước nha cả nhà. Kiểu giống như để Duy đưa camera lên cao cao cho cả nhà xem nha. Rồi nha cả nhà, đây nè. Thì Duy nhìn nó thì Duy thấy nó giống là vịt gà nấu chao lắm cả nhà. Mọi người có thấy không? Giống là gà nấu chao với. Giờ Duy xin mời cả nhà ăn sáng với Duy nha. Để Duy thử trước cái này là cái gì. Cái gì ta? Cái vị nó lạ lắm. Mà ăn ok lắm. Nó nhìn giống như là vịt nấu chao. Nó nhìn giống như là gà nấu chao nhưng mà là không phải. Đáng lẽ phải có môn chứ không thấy môn ha. Người ta nấu với cải chua nè cả nhà. Cái này là cải chua của mình, là cải sả bấu á. Cải sả bấu chua nè, nấu với sả nè. Đó, con này là gà với là vịt nha, gà. Ok, giờ Di sẽ chấm bánh mì thử. Mặn ở ngoài, hiện tại là ở ngoài Bangkok là đang âm u đang xì. Hôm qua thì xét đánh cái đùng. Cách ly ngày thứ năm là sẽ được test Covid một lần, rồi cách thêm cách ly thêm 5 ngày nữa là 10 ngày là test thêm lần nữa. Ở đây cách ly thì là giống như là đèn nhà nấy sáng, chán nhà nấy sờ. Muốn cho cô giáo dạy cái gì cho? Anh muốn học tiếng Thái để anh nói chuyện với mẹ em. Học tiếng Thái nói chuyện với mẹ của em nào? Xin chào là Sawadee khap. Đúng rồi, Sawadee. Sawadee khắp là cho con trai nói đúng không? Đúng tiếng Sawadee em đang khap. nói rồi. Sawadee khắp, đúng rồi. Sawadee. Hôm nay là quanh ní. Hôm nay quà ní, anh biết cái đó rồi. Quà đi, Biết nói rồi. quà ní, quà ní, sa bay đi, sa qua đi, quà ní sa qua đi khạp. Quanh ní Sawadee khắp. No, không. Thường thường ต้อง xin chào. Hôm nay xin chào. Nói đi. Hôm Em nay đang nói tiếng Việt loại gì mấy tiếng Thái. xin Hôm chào. nay chào. Quà ní, quà ní sa bay đi khạp. Đúng rồi. Quanh ní Sawadee đi. Anh muốn học á là hiện bạn có khỏe không á? Có khỏe không? Có how are you đúng không? How are you là nói tiếng Anh á. How are you cho nói tiếng Thai là quanh ní khuôn sơ bài đi mấy khuôn sơ bài đi mấy Quà ní là hôm nay cun sa bay đi mấy, có đúng nói là em có nói là cun sa bay đi mấy nát khạp không? rồi. Khuôn sơ bài đi mấy nó khập không không nói cái này không có được. Thường thường là có cái gì bố phải nói, không có ai nói giống cái này, nói quanh ní sơ bài đi mấy khập. Nói đi, hôm nay khỏe chưa? Ấy, hôm nay khỏe không? Quà ní cun sa bay đi mấy khạp. Đúng rồi, đúng Rồi rồi à. Một trăm thành phần rồi, anh yêu nói được rồi. 100 thành phần là gì? Một trăm thành phần là gì? Một trăm cái gì đó, 100%. một trăm đúng rồi, một Chết trăm thành rồi, phần. Thành tự phần nhiên cái 100 thành phần tào lao. Em nói gì tạm biệt nó sao?
biệt là say goodbye đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tạm biệt là วันนี้ไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับเหมือน say goodbye อันนี้ไปก่อนนะครับดีจึ๊ดย้ำน้อยดีจึ๊ดนะทำไมดีจึ๊ดไปก่อน gì ไปก่อนนะครับเหรอ đi là ไปไปไปก่อนก่อนล่ะดีจึ๊ดอ่ะไปก่อนก่อนละจึ๊ดไปก่อนไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับล่ะ tạm biệt đúng rồi tạm biệtHôm nay bay còn nè ครับ Hôm nay đi chứ Hôm nay bay còn nè ครับ Đúng không? Đúng rồi, 100% phần gặp lại 100% phần gì? 100% Và gặp mẹ em là anh sẽ kiểu Sawadi Sawadi khab Khun me Wadi sabai ni Khun me là mẹ วันนี้สบายดีไหมครับคุณแม่สบายดีไหมล่ะแขวะ không anh nói với mẹ em á thì anh nói đúng không nha วันนี้สบายดีไหมครับคุณแม่ đúng không à đúng rồi à, mẹ của em đang nói kiên cao mấy cún mè cún mè hôm nay ăn cơm chưa วันนี้กินข้าวไหมคุณแม่โอ้กินข้าวไหมล่ะปล่อยแม่จ้าก็อีกแล้วอันนี้กินข้าวหรือยังคือหรือยังเหรอเย่ Have you eat chưa đúng không chưa đúng không หรือยังเลยเกิดละวันนี้กินข้าวหรือยังคุณแม่ rồi anh nói đúng không nha กินข้าวหรือยังคุณแม่ครับ đúng không cái gì cũng phải cạp đúng không emdi nói dở dở bây giờ mẹ nghe mẹ nghe hả à, em anh nói ok anh nói kiểu như cái gì cũng phải có cạp cạp đúng không em nói cái gì cũng cạp đúng không cạp kiểu này nói ví dụ á anh nói cái gì á dạ đúng không cạp là dạ đúng không cái gì cũng phải dạ dám dạ dám có dạ nói cái gì dám có rồi, dạ rồi ok anh hiểu rồiVậy là cái gì nói ra mình cũng phải khạp mình có khạp cái ok khạp 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 kho khạp 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 วันนี้สบายดีไหมนะครับ đúng rồi ok hay khó sao không làm giống miệng của anh Duy nói giống cá rồi khạp ok em rồi anh biết rồi à, ok nói ví dụ lặp lại nha nói lặp lại nhaà ví dụ chào tạm biệt à, là bay 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 con tạm biệt là bay con nè bay con bay con à bay con bay con bay con em tại sao em nói nó khác nó khá là sao em nói nó khác à sao em không bỏ nó khá đi nếu anh gì đi ở Thái là nói với người Thái là con nó khác nhiều quáTại sao em đang bỏ nó khác với mọi người không có được Rồi ok Rồi gặp mẹ em là Sawadikap Khun me Wadi Wani sabani mấy Khap khun me Wani Không có hỏi nhiều mẹ chửi chết mẹ luôn á Hỏi nhiều là chết mẹ luônhỏi nhiều mẹ quạo mẹ chửi luôn chết luôn á nè anh nói tiếng Thái em nè anh nói tiếng Thái em sợ luôn nè thăm mây quà ní cun an sủi mát ná khạp không biết có nghĩa gì nè anh nói tại sao hôm nay em đang đẹp không biết đúng rồi anh nói gì đó tại sao hôm nay em đang đẹpNói xạo xạo đúng không? Hôm nay là em beautiful day Không, anh đẹp mà, em đẹp mà, thiệt mà Sao rồi? Anh học tiếng Việt xong rồi Em cũng muốn đi tập ở bây giờ Ok Ăn nhiều hôm nay Rồi, tạm biệt Ăn kem, ăn hủ tiếu Ok, tạm biệt đi em Bye bye em Hẹn gặp lại anh Nhi ở tối Bye bye, love you Love you too Nước muối, nước miệng, nước mặn Xin chào cả nhà, thì bây giờ là buổi trưa thì mình sẽ ăn trưa
Duy mới tập gym xong. Bây giờ thì lấy cơm chưa ăn. Xin chào mọi người, thì bây giờ là buổi trưa của Duy. Buổi trưa của Duy gồm có cái gì? Thơm quá à, còn nóng hổi luôn. Cái này còn nóng hổi luôn, y chang bánh đúc nè mọi người. Duy thử miếng, Duy mời mọi người ăn chung nha. Lá dứa ngon quá, thơm quá. Bồi giấm căng mà gặp kiểu này sao chịu nổi trời. Bây giờ mình sẽ đi vô phần chính của cái bữa ăn hôm nay. Ui chả, cá chiên. Chả cá chiên nha mọi người. Mời mọi người dùng bữa trưa. Chả cá chiên ăn kèm với tương ớt đỏ. Mình gãy luôn. Mình xem món gì vậy? Đây nè. Gà. Lại là gà. Hỏi cái gì ta? Cái món này là gà chua cay. Mà cay quá. Cay quá, cay quá. Mời cả nhà ăn chả cá là hợp lý nhất rồi. Bây giờ đã là buổi chiều rồi mọi người ơi. Sắp hết một ngày cách ly nữa rồi. Thì hôm nay là chiều về cũng 5 giờ. Cho nên mặt trời nó cũng đi xuống từ từ. Một xíu nữa là nó tối nhanh lắm. Cho nên là Duy tranh thủ làm lợi dụng cái ánh nắng nè. Ánh sáng nhờ Duy làm video cho mọi người xem luôn. Rồi có cái bánh kem. Rồi có mấy miếng lê. Cái này nhìn giống mực thiệt luôn á. Ở đây thì có một miếng trứng. Đây à, Di mời cả nhà cùng ăn buổi chiều cách ly với Di. Cái này có phải là mực không trời? Ăn vào nó kỳ quá vậy. Di xin phép lấy cái tay cầm lên nha. Bạch bành cho mọi người xem. Cái này nó gì chứ không phải là mực. Sắp được gặp tình yêu rồi, cố lên. Đấy, nó mắm cay nè, nó kẹo gẹo, nó kẹo nha. Nó có bột nha. Ta trộn bột vô. Bột quá. Thua. Bột không à. Vì mời mọi người ăn kem dưa hấu cùng gì nha. Tại vì ở đây á không có kem. Cho nên là Di lấy sữa nè, với lấy dưa hấu những trái cây Di bỏ vô cái ngăn đá nè. Đây là khi nó đông đá là mình ăn giống như kem nhé.